Và hello mọi người nha, chào mừng quay lại với ôi trời hôm nay các bạn ơi, tự nhiên mình đi vòng vòng mình thấy cái bảng Oberat này nè mọi người, thì mình lại xem cái bảng thì mình thấy cái bảng xếp hạng của mình mọi người, thì cái bảng xếp hạng của mình là hiện tại cao nhất là 13 phút 35 giây các bạn. Mình không hiểu tại sao mình lúc đó mình hoàn thành được 13 phút nữa, mình không hiểu các bạn ạ. Lúc đấy thì mình nhớ không nhà mình có dùng vật phẩm mình chơi nha mọi người. Hôm nay mình sẽ quyết định vô Oberat và mình sẽ cố gắng hoàn thành trước 13 phút 35 giây nha các bạn. Lâu rồi chưa chơi, nay chơi lại chắc nó cũng hơi ố chùa. Nhưng mà các bạn ơi, cho mình xếp các bạn cho mình phép là mình được xài vật phẩm nha các bạn. Bây giờ hồi hộp các bạn ơi. À, bên trước kia mình chạy thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like cũng như mình đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì mình sẽ xài vật phẩm rồi đó. Ok, mình đã chuẩn bị vật phẩm rồi. Bây giờ mình sẽ nhảy luôn nha mọi người. Đi đã. Hơi bị kẹt một chút, không sao. Vẫn ổn mọi người, vẫn rất chi là đập chai mọi người ạ. Ủa? Ok chạy nha các bạn. Ok ok, bắt đầu thời gian rồi, tàu tính rồi các bạn ơi. Cố lên. 6 giây rồi. Rồi đau tim quá đi các bạn ơi. Tìm á mọi người, mệt mỏi quá mọi người ơi. Mình sẽ cố gắng hết sức và hết sức có thể các bạn. Không biết liệu mình có hoàn thành hay không đây. Mình mà không hoàn thành là hơi bị uổng ví luôn mọi người. Không sao, cố lên ban ơi. Ban tôi làm được mà đúng không các bạn? Các bạn hãy tin tưởng cho ban nha các bạn ơi. Ui, quay thôi, ok. 1 phút đã trôi qua rồi. 1 phút trôi qua đã được 15 sợ tép rồi các bạn. Mới có 1 phút thôi, 1 phút thôi. Làm gì cắn sợ. Sao. Mình vẫn rất chi là hồi hộp các bạn ạ. Ui. Bị hết vật phẩm ngay lung lúc quá vậy. Bụi bài quỷ sứ à. Tại sao lại hết vật phẩm ngay lúc này. Trời ơi. Bên nó để nhảy ra tôi còn đen nữa. Trời ơi tức ghê chứ lý à. Không sao. Mới có 1 cái bị toan thôi. Mới 1 cái bị fail thôi các bạn ạ. Ý da, thiệt là ghét quá đi mấy ngày à. Thiệt là đau khổ quá đi. Đúng chung là tận cùng đau khổ luôn mọi người. Nhảy này. Ok. Mình nghĩ là tốc độ mình sẽ cố gắng nhảy nha mọi người. Chỗ này mới khoai nè. Cẩn thận, đúng rồi, phải cẩn thận thôi, không cần phải nhanh. Không cần phải vội gấp, chỉ cần té. Chỉ cần là không té thôi mọi người. Ok, 31 step đã trôi qua rồi các bạn ơi, quá chi là lâu, quá chi là nhanh mọi người. Thời gian chúng ta là vàng là bạc mà chúng ta hơi bị ú dè nha mọi người. Chạy nhanh thôi. Ui. Quay rồi, may là đã quay chứ không quay là còn cái nịch các bạn. Ngon. 40 sợ tép rồi, 41 sợ tép rồi. Ui, phê một chút. Nhưng mà không sao, vẫn rất chỉ là ok và rất chỉ là tự tin nha các bạn. Ô! Không sao, lâu căng cái thôi chứ không sao đâu mọi bạn. Các bạn cứ bình tĩnh không sao. 48 step rồi. Trời ơi sao 40 mấy step sao được cái mấy phút này. Ui. Tức cái gì đâu mà tức cái lòng ngực cái chứ. Không sao các bạn ơi. Mọi người ơi, tại sao tôi lại ra nông nói như này. 50 mấy rồi, 3 phút à. 3 phút ít nhất cũng phải được 60 các bạn ạ. Nó mới chắc. Ê. À, ơi. À, trời. Tức quá đi. Hết bị kẹt rồi, bị lỗi rồi, bị fail rồi, quá trước hơi bị xui các bạn à. Đen thật đấy. Hơi đen, không sao.
Mình nếu mà mình chạy thấp nhất ít nhất cũng phải là ít nhất cũng phải là 14 phút các bạn ạ. Ê, hết vật phẩm rồi. À, anh em tức quá đi. Ui, chạy nhanh lên, bạn ơi còn sự sống mà anh ơi, không sao, vẫn còn chạy là còn thở là còn gỡ là còn ở. Không nên mong đạnh manh động mà. Rất chi là nguy hiểm luôn nha mọi người. Đâu có lòng ngực đâu, bịch. Sợ thật đấy. Ui, có những đường tắt mà mình đi nó hơi lỗi cho nên là cũng hơi chậm các bạn ạ. À. Mình cố gắng nhanh nhất cơ thể đợi cho các bạn xem nào. Ý da. Chà. Ui, nó phiếu, nó thúi gì đâu mà nó thúi dữ vậy. Hơi lỗi các bạn. Đường tắt nó hơi bị ảo ma Kana Shizuka mọi người. Hên quá, may là có nụ cười tự tin không thâu là ban tu chỉ còn một cái nịch thôi. Ây da, sắp hết vật phẩm các bạn ơi. Xa luôn. Bây giờ đá quý nó không còn quan trọng. Quan trọng là mình hoàn thành trong vòng thời gian sớm nhất hay không đây. Một hôn một cây nó cứ nhảy nhiễu các bạn ơi. Trời ơi, thật là đáng sợ. Thế phê một cái giống như là thần trần gian địa ngục. Nó xuống nó đập cho mặt mình đó mọi người. Cây đâu, không sao, vẫn còn 3 phút nữa mà. Có khi mình 3 phút mình hoàn thành đúng không các bạn? Ờ. Ui dồi, cố lên, sắp hoàn thành rồi. Còn 2 phút nữa, ui 10 phút rồi chú. 10 phút rồi các bạn, đúng 10 phút rồi kìa mọi người. Ui, 10 phút rồi. Hết phẩm rồi. Nhảy, hết phẩm rồi, xài tiếp. Đẻ quý không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là mình hoàn thành. Đừng có tiếp. Lộn. Mỗi lần mà xài phẩm là nó mất mấy giây cuộc đời mọi người. Nó mất mấy giây nha mọi người. Hơi đau khổ. Không sao. Vì 12 phút mình sẽ cố gắng nhất hết sức có thể nha mọi người. Bây giờ mình xài hết phẩm đây mình tới đích là ok là vừa. Mà mình xài cái nữa thì hơi non đấy nha bạn. Hơi toan đấy nha bạn ơi. Nếu mà ván này mình không có hoàn thành thì cũng như là các bạn đừng trách mình nha. Tại vì mình cũng nha. Ui, cũng hơi non đấy. Ui, tại sao lại bị to ngày lúc này? Ui, 14 hơn 11 phút rồi. 11 phút đã trôi qua rồi. Trời ơi. Sao mình thấy cái có vẻ không giòn ngay lúc này các bạn ạ? À? Mình cảm nhận có vẻ là không giòn mọi người. 150 rồi. 150 step rồi. Nếu mà trong vòng 1 phút mà mình hoàn thành á thì mình có thể là 12 phút bạn ạ. Nhưng mà mình không hoàn thành trong vòng 1 phút tới thì bây giờ mình có thể là tới 13 phút. Nhưng mà mình lên con số 13 phút. Ok. Mong là mình sẽ sớm hơn. Nói chung mà phải nói sao ta? Ok, miễn sao bây giờ mình sẽ hoàn thành nhanh nhất cái mình sẽ phá cái lục mình có được mọi người. 12 phút ok mọi người, 12 phút ok mọi người, 12 phút 10 giây ok á. Mọi người ơi, giờ phải làm sao? Giờ mình phải cứ chạy như vậy chứ sao bây giờ ban ơi, tôi sẽ cứ hỏi thôi. Con quá đi các bạn ạ. Con quá đi các bạn ạ. Cứ chạy đi ban, đúng rồi, cứ chạy nhanh đi ban, nhanh lên ban ơi. Đúng rồi, cứ chạy bình thường thôi ban ơi. Phải bình tĩnh, phải yêu đời. Ui trời ơi, đích trước mặt ở đâu? Còn một vòng nữa cơ. Uầy. Hơi toang. Nghi cơ là mình được 14 phút các bạn à. Ui 13 phút rồi, chạm tới số 13 rồi các bạn ơi. Bắt đầu con số này chạm lên con số 13 rồi mọi người. Uầy vô. Ui vô. Đường tắt các thứ các thứ. Trời ơi, hết vật phẩm rồi. Ok à. Nhanh lên. Trời ơi, gần hết tới đích rồi còn bị hết vật phẩm nữa các bạn ạ. À. Đích trước mặt kia rồi. 14 phút rồi thôi xong rồi. Có vẻ kỷ lục ngày hôm nay mình không hoàn thành rồi các bạn ạ. À. Nó rất chi là khó chịu luôn các bạn ạ. À. Mình cũng có nghĩ có thể là vẫn hoàn thành trong vòng 13 phút hơn hoặc là bằng 12 phút do mình bị té quá nhiều do lâu mình cũng chưa chơi các bạn. Nếu mà dáng này mình chạy từ đầu tới cuối mà không té thì nó mới gọi là đỉnh các bạn ạ. À. Ui, nếu mà chạy từ đầu tới cuối mà không té á thì mình nghĩ là có thể là hoàn thành sớm hơn cái này mọi người ạ. À. Nhưng mà lỡ té thì thôi. 14 phút rồi mọi người ơi, 14 phút thôi nha, đừng lên 15 phút nha. 14 phút được rồi.
14 phút được rồi các bạn. Đúng rồi, trời ơi. 14 phút mấy giây đây, 20 mấy giây rồi kìa. Cố lên, cố lên, cố lên. 30 mấy giây đây, 34. Ai, bị lỗi. Tại sao lại chậm một giây vậy ba anh ơi? Ủa? Cũng là 35 giây nhưng mà tại sao lại chậm một phút các bạn ạ? Tính ra là mình chậm một phút các bạn ạ. Cái chậm đúng một phút luôn mọi người. Đáng lẽ là 59 giây á, chứ hồi nãy nó mình chậm trước rồi mè đúng không các bạn? Ok thôi không sao các bạn ơi. Ok thì chắc bây giờ mình cũng cảm ơn các bạn đã vô video mình đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nha. Thì nếu các bạn là tiên đến với kênh thì các bạn đừng quên để lại xem một like, còn như mình đăng ký kênh nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người những clip tiếp theo nha. Bye bye bye.